làm vậy á, mẹ sẽ... Mẹ đừng có diễn đó mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Con thật không ngờ mẹ lấy cái bệnh của mẹ ra để mà ép con đời Sa Ngọc. Đã vậy còn dẫn theo Quyên nữa. Mẹ cho coi chuyện hay thật đó. Thì sao chứ, dù sao em cũng đã theo anh mấy năm trời rồi. Chẳng lẽ anh không có một chút động lòng nào với em hay sao hả anh Toàn? Tôi còn chưa tính chuyện với cô đó. Cô cho người phá quán Ngọc đúng không? Em... Chuyện này á, cô làm như vậy cô đã hả lòng Hà Dạ chưa hả? Mẹ à, chuyện này đâu liên quan gì tới cô ấy. Còn một chuyện nữa sẽ làm mẹ bất ngờ hơn đó, là con dâu của mẹ tự chọn cho con đó. Lấy tiền của mẹ đầu tư, bây giờ thua lỗ hết rồi. Chắc cũng 5 tỷ rồi đó mẹ. Tôi nói đúng không ạ? Con... Con... Bây giờ mà con không trả, tôi sẽ mời luật sư kiện cô đó. Không, em sẽ trả mà, em sẽ trả đầy đủ mà. Bác ơi, con quên là nhà con có việc. Thôi con đi nha, mọi người ở lại nói chuyện nha. Quyên! Toàn! Đó, mẹ sáng mắt ra chưa hả? Vì mẹ mà Ngọc phải chịu khổ đó. Bây giờ dù mẹ có đồng ý hay không thì con cũng sẽ lấy Ngọc. Toàn! Cảm ơn em đã luôn chờ đợi và đã cho em chịu khổ nhiều. Không sao đâu, em hiểu mà. Chờ đợi bằng cách này lâu lắm rồi. Em có thể cho anh cơ hội bên cạnh em trong khoảng thời gian này thôi. Em đồng ý. Chú ơi, bây giờ cháu là ba con đúng không? Bây giờ chú sẽ là ba của con chịu không? Nhưng mà chú đừng làm mẹ Ngọc của con buồn nữa nha. Được rồi, chú sẽ hứa. Vậy từ bây giờ bé Cúc của chú là gì nè?